Bộ Y tế vừa có đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các bộ ngành về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu ra soát xác thực bổ sung thông tin sai lệch còn thiếu của người dân tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 tới người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vaccine phục vụ cho việc đi lại giao thương quốc tế Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương giao tổ công tác đề án 06, chỉ đạo làm sạch dữ liệu tiêm chủng hoàn thành trước ngày 5 tháng 5, tổ chức ra soát xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19 trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Y tế.